Nếu mà các bác đang đi tìm hiểu và sưu tầm một chiếc đồng hồ thùng dài thì chắc chắn các bác sẽ không bỏ qua được hai chiếc thùng dài em đang quay giới thiệu cho các bác đây. Hai chiếc đồng hồ này sẽ đến từ hai đất nước nổi tiếng về sản xuất những chiếc đồng hồ côn cổ các bác nhé. Đó là đến từ đất nước Pháp và đến từ đất nước Đức. Ở đây thì em đang có một chiếc đồng hồ Kenizer của người Đức và chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Vodet của đất nước Pháp. Nếu về mặt thương hiệu thì đây đều là hai thương hiệu nổi tiếng các bác ạ. Mỗi thương hiệu sẽ cho các bác một cái phần họa tiết này, kính rào này, hoặc là cái phần mặt số này, hoặc là hoa văn thùng khác nhau. Bây giờ em xin được đi giới thiệu sơ qua từng chiếc một nhé. Đầu tiên em xin được gửi tới các bác đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Vodet. Đây là một mẫu thiết kế thùng dài kính rào. Bên dưới chúng ta sẽ có ba mảnh kính mài viền nhỏ được mài viền tạo hình ghép với nhau. Còn bên trên rất nhiều chúng ta sẽ không thể bỏ qua được, có dạng một cái phần mặt số bác giác đứng, một cái phần kính cong mo còn nguyên các bác nhé. Em gọi đây là một cái mẫu thùng dài chạm ba bông đào. Các bác sẽ thấy hai bên cánh chúng ta sẽ có hai phần bông đào được chạm trực tiếp trên nền cánh thùng. Bên trên đỉnh chúng ta sẽ có một cái bông đào nữa để giúp cho cái thiết kế của chiếc đồng hồ Vodet thêm phần cân đối. Nếu mà nhận xét về cái nét đẹp bên ngoài mà chiếc Vodet này đang sở hữu thì em nhận xét đây là một chiếc Vodet nó còn đẹp bên ngoài lên tới trên 96% nhé. Em đang quay rất là chậm để các bác có thể nhìn được rõ nét từng cái đường nét chạm trổ này, hoa văn có trên chiếc đồng hồ Vodet này. Em không nhầm thì đây là chất liệu của chiếc đồng hồ Vodet này được thiết kế bởi chất liệu gỗ sồi các bác nhé. Đấy, đầy đủ luôn các bác ạ. Mời các bác cùng em đi ở bên trong. Và tất nhiên rồi, đây là một chiếc Vodet nguyên bản các bác nhé. Thế nên là kính cong mo trên được nẹp rất là chắc chắn này. Bên dưới kính rào cũng được nẹp một cách rất là tỉ mỉ. Đối với thương hiệu Vodet chúng ta sẽ không thể bỏ qua một cái phần giấy được ghi ở cánh thùng như này các bác ạ. Rồi, mặt số bác giác đứng đây các bác nhé. Tên logo thương hiệu đặc trưng các bác này. Chúng ta sẽ có một cái phần logo có biểu tượng thùng dài đấy các bác nhé. Và ba cái noa rất là chi tiết đúng không các bác. Niềng mạ chrome các bác nhé. Sẽ đi cùng với đó sẽ là một cái phần nắp mạ chrome rất là ăn nhập với nhau. Đã là Vodet thùng dài thì chúng ta sẽ có một cái bộ gông dạng bộ gông nòng máng thép các bác ạ. Cùng với đó là vẻ đẹp của cái bộ máy 42, một cái bộ máy vách cực kỳ là to. Đây là cái bộ máy đã được vang vọng lâu rồi và em nhận xét đây là cái bộ máy nó còn đẹp trên 95%. Phụ kiện thì có tay cót zin đi kèm đây các bác nhé. Rồi bây giờ em mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Vodet thùng dài này chơi lên. Đó là cái bản nhạc gì ạ? Bản nhạc Westminster, 15 phút chơi nhạc một lần. Thùng dài mà các bác, thế nên âm thanh của những chiếc thùng dài lúc nào cũng có cái độ ngân và độ sâu tiếng cực kỳ là tốt đúng không các bác. Đấy là cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Vodet vừa chơi lên. Đối với những chiếc Vodet ngông nòng mang máy 42 thì chắc chắn với các bác rồi, cái tiếng chuông đi là rất là tốt luôn. Vì thực sự các bác là gông nó dài mà các bác, thùng dài đi với gông dài thì tiếng chuông nó phải hay thôi đúng không ạ. Chiếc Vodet này sẽ có cái mã số là 3864. Chuyển qua chiếc đồng hồ của người Đức các bác nhé. Em đang sở hữu một chiếc đồng hồ Kenizer, một cái mẫu thiết kế chạm bông nê được các bác nhé. Đây, đây là cái chiếc bông nê được chạm trực tiếp trên nền cánh thùng, đối xứng hai bên trên đỉnh này. Trung tâm chúng ta sẽ có một cái phần mặt số bác giác đứng, nền trải tia này, màu trắng bạc, bộ 12 số đen thì rất là rõ nét rồi. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính cũng được ghép từ ba mảnh kính mài viền các bác nhé, tạo hình này,
Kết hợp cùng với đó là một phần quả nắc xoáy đồng tâm màu trắng bạc, ăn nhập với cái phần mặt số, đúng không các bác? Về cái thiết kế, đây là một cái mẫu thiết kế thùng dài các bác nhé. Em cũng xin được quay sơ qua một chút về cái mẫu thiết kế thùng dài của chiếc Kenizer này. Các bác có thể thấy là hầu như là cái thiết kế của chiếc đồng hồ Kenizer này nó nhìn không khác gì so với một chiếc đồng hồ của người Đức, đúng không ạ? Thì thực ra có thể nói là thời điểm đấy thì người ta sẽ có thể học theo một chút cái hoa văn cũng như cái đường nét thiết kế của người Pháp hoặc là người Đức, người ta pha trộn vào với nhau các bác nhé. Thế nên người ta tự thiết kế thôi các bác ạ. Vì mẫu thiết kế thùng gần như là không bị đánh vào cái bản quyền, đúng không các bác? Chủ yếu là cái tên logo thương hiệu thôi. Đó. Bây giờ em mời các bác cùng em đi vào phần thiết kế bên trong. Đây, đây là bên trong đây. Vì đây là một chiếc Kenizer nguyên bản mà các bác. Nên là nẹp kính trên này, nẹp kính dưới này, đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Mặt số thì rất là đẹp luôn. Nếu mà nhận xét về cái nét đẹp của cái bộ mặt số của chiếc đồng hồ Kenizer này thì em nhận xét đây là một chiếc Kenizer nó còn đẹp về phần mặt số các bác nhé. Nó còn đẹp trên 96-97%. Sẽ kết hợp cùng với đó sẽ là một cái phần quả nắc xoáy đồng tâm này các bác này. Gần như là không có cái vết móp nào xuất hiện nhá. Những cái tia sáng khi các bác di chuyển nó sẽ có những cái tia sáng khác nhau. Tay cót zin còn nguyên này các bác này. Đây, một phần tay cót zin của người Đức này. Rồi, đối với thương hiệu Kenizer chúng ta sẽ có một cái phần tên logo được ghi trực tiếp vào cái phần củ gông như này các bác nhá. Biểu tượng này, đồng hồ đôi cánh hai bên. Rồi, chúng ta sẽ có bộ gông thép nòng máng luôn. Cùng với đó là một cái bộ máy vách đồng. Đây là bộ máy em đã được lau dầu và em cũng nhận xét là một cái bộ máy nó cũng còn đẹp trên 96-97%. Và quan trọng nhất vẫn là cái tiếng chuông. Vì những chiếc thùng dài luôn luôn đem lại cho các bác cái tiếng chuông rất là ngân, đúng không ạ? Mời các bác nghe qua cái tiếng chuông của người Đức nhé. Đấy là âm thanh tiếng chuông của người Đức các bác nhá. Các bác cảm nhận thế nào? Chuông đánh rất là tốt, đúng không ạ? Nếu mà so sánh thì nó không khác gì đồng hồ của người Pháp đâu các bác ơi. Mà em cũng chia sẻ thẳng với các bác luôn là các bác cũng không nên so sánh tiếng chuông Đức hay là Pháp hay. Nó tùy theo cái thiết kế, tùy theo cái đời máy và tùy theo cái người thiết kế là cái bộ gông các bác nhá. Đấy, âm thanh là cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố các bác ạ. Còn đã là một chiếc đồng hồ chuông hay của Đức hay của Pháp đều phải sưu tầm. Và chiếc Kenizer sẽ có cái mã số là 3742. Đấy, vừa rồi đưa ra cho các bác hai cái sự lựa chọn về cái mẫu thiết kế thùng dài rất là tốt, về cái ngoại hình và âm thanh. Và quan trọng nhất đây đều là những chiếc nguyên bản toàn bộ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.